Bỏ 2 triệu ăn tối mà vẫn đói. Trải nghiệm nhà hàng chế biến tại bàn, hay còn gọi là teppanyaki. Nói về menu trước nha, các bạn có thể gọi từng món hoặc là mình gọi những cái set sẵn 1 người ăn, 2 người ăn và 4 người ăn. Ở đây thì có các loại thịt cao cấp cũng như là các loại hải sản. Trung bình một người rẻ nhất là 900 và mắc nhất là 1.900.000. Bạn sẽ được order một phần gồm tôm hùm, ức vịt và thăn bò, khai vị bằng món salad trộn. Đầu bếp biểu diễn một hồi lâu thì mình sẽ có món tiếp theo là rau xào. Đây là món rau xào ngon nhất mà mình từng ăn luôn á. Tiếp đến là ức vịt nè. Mà lem. Rồi món tôm hùm của tôi tới rồi nè. Mà tới giờ vẫn không hiểu nha. Hai anh chị ăn chung bàn của tôi thì không có order tôm hùm nhưng mà được đầu bếp chia cho phân nửa tôm hùm. Xong cái sơn tử là sơn được chia phân nửa cá tuyết của hai anh chị để ăn. Mừng quá trời mừng, ai về không có được nha. Ủa chơi gì kỳ vậy đầu bếp ơi. Món cuối cùng đó là món cơm chiên trứng. Trong quá trình chế biến thức ăn thì đầu bếp luôn giao lưu, chia sẻ những cái bí quyết nấu ăn cũng như là pha trò rất là vui. Và có cả những cái mini game chơi cho vui nữa. Mà không hiểu ăn ở làm sao á, những trò chơi nào mà không có quà, Sơn luôn là người chiến thắng á mọi người. Tráng miệng thì có vài món nhưng kem ở đây là ngon nhất nha. Mặc dù sau khi đi về vẫn phải ăn hủ tiếu gõ đó mới no cái bụng, nhưng mà trải nghiệm này thì Sơn nghĩ mọi người nên thử một lần trong đời. Coi hay mà không tim không follow Sơn cũng buồn lắm nha mọi người.